Chào thầy cô và các em đang đến với trang http://2.gạch chéo.com. Đây là bài hướng dẫn học sinh lớp 4 thi EVMPIC giải toán trên mạng lớp 4 cấp trường năm học 2015-2016. Đây là phòng thi cấp trường nên chúng ta phải có mã thi. Các bạn điền mã thi vào. Mã thi khi các bạn điền vào rồi, mã thi này thầy cô cho các bạn, rồi bạn nhấn nút gửi. Hệ thống ghi là bạn đã nhập mã thi thành công và các bạn nhấn OK. Rồi chúng ta bắt đầu làm bài 1. Bài 1 có tên đi tìm kho báu, ta nhấn bắt đầu. Câu đầu tiên, tìm chữ A sao cho 7 5 4 A chia cho 5 nhưng không chia hết cho 2. Là 5. Vậy A phải bằng 5. Đúng rồi, A bằng 5. Trong các số 1945, 2505, 1721 và 2010, số không chia cho 5 là số nào? Là số 1721. Tốt lắm, 1721 là số lẻ. Số chia cho 5 là số tận cùng bằng 0 và 5. Câu tiếp theo, số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau chia cho 2 và 5 là số, số nào? 98.760. Rồi, chia 2 và 5 thì tận cùng phải là 0 vì 10 chia cho 2 cho 5, đúng không? Thì bây giờ, vậy số đó là 98.760. Đây là kết quả, đúng. Câu tiếp theo, cho biểu thức E bằng 3568 cộng với 1791, D bằng 5878 cộng với 679, H bằng 105 cộng với 1953 và K bằng 691 cộng với 7352. Vậy tổng này là số chẵn hay số lẻ? Cái là cái H, H là đúng. Không, thầy hỏi tổng này là số chẵn hay số lẻ? Số tận cùng là số lẻ vì 8 cộng 1 bằng 9 lẻ, vậy không chia cho 2. Cái này 8 cộng 9 là lẻ, không chia cho 2. 5 cộng 3 là chẵn. Vậy cái nào là đúng ạ? Cái đấy H. H là đúng. Câu tiếp theo, số học sinh lớp 4A nhiều hơn 3 bạn nhưng ít hơn 45 bạn. Lớp 4A có bao nhiêu bạn? Học sinh biết rằng số lớp học sinh lớp 4A xếp thành 2 hàng, 5 hàng vừa đủ. Vậy 5A. Lớp 4A. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu bạn biết rằng học sinh lớp 4A xếp thành 2 hàng, 5 hàng. Lớp 4A nhé thì nhiều hơn 30 học sinh nhưng ít hơn 45. Đúng không? Đấy, lớp 5A này có bao nhiêu bạn? Hỏi lớp 5A có bao nhiêu bạn học sinh biết rằng số học sinh lớp 4A. Chắc là người in nhầm thôi, cái này phải là 4A. Xếp thành 2 và 5 đều vừa đủ. Nhiều hơn 30, vậy số nào? Số là số bao nhiêu? Số đó là bao nhiêu học sinh? Ở đây chỉ có trường hợp 40 học sinh, 40 chia cho 5 và 2 đúng không? Xếp 2 và 5 đều đủ, vậy đó số 5, 30 là 30 thì nhưng yêu cầu là phải nhiều hơn 30 bạn, hiểu chưa? Rồi. Và cuối cùng ta ăn kim cương. Bài 2. Và hai yêu cầu chúng ta là làm bài sắp xếp, chúng ta nhấn bắt đầu. Và chúng ta có một cái biểu thức này thì chúng các em muốn làm được thì các em phải kẻ ô ra. Để chúng ta làm phương pháp kẻ ô ra. Các bạn chú ý, số dư của phép chia 12.016 là số chẵn chia cho 2 thì được số dư là mấy? Sẽ được số dư là 0. Và 0 dư, vậy số 0 là số bé nhất. Là 0. Tiếp tục, số dư của phép chia 47.586 chia cho 5 thì dư là mấy? Sẽ được 1. Vì 6 chia 5 thì sẽ được bằng 1 lần và dư 1. Đúng rồi, sẽ dư là 1. Tiếp tục, 789 nhân 4 thì bằng bao nhiêu? Sẽ bằng là 3.156. Ta lấy 6.312 chia cho 3.156 thì còn được bao nhiêu? Được sẽ bằng 2. Vậy kết quả này bằng 2. Rồi, thương của phép chia số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau đó là số nào? Số 999. 4 chữ số khác nhau là 9.876 chia cho 823 được bao nhiêu? Sẽ được bằng 12. Vậy bằng 12. 12. Sau 12 thì ta có 5.110 chia cho 365 được mấy bao nhiêu nào? Bằng 14. Bằng 14. Sau 14 rồi thì chúng ta có 350 nhân 4 bằng bao nhiêu? Bằng 28. 350 nhân 4 bằng bao nhiêu? Bằng 1.450. 1.400, 1.400 là chia tiếp cho 50 bằng bao nhiêu? Bằng 1.400 bằng 28. Vậy kết quả ở đây là bằng 28. Rồi, tiếp tục, ở đây ta có này,
A chia cho 11 cộng với B chia 11 thì ta sẽ lấy A cộng B ra bằng 459 cộng với 611. Rồi chia 11 được bao nhiêu? Bằng là 100. Vậy kết quả này bằng 100. Rồi, 375 nhân 48 chia cho 125 được bao nhiêu? Xem bằng là 1.000 A bằng là 144. Bằng 1.000 bằng 18.000 18.000 chia cho 125 thì bằng 144. Vậy 144. Rồi, rồi, tiếp tục 10.057 trừ đi 9.849 thì bằng là 208. Sau 208 thì ta có 27.125 chia 125 thì bằng 217. Sau 217 là ta có các số bốn chữ số. Ở đây là 225 chia nhân với 113 chia cho 25 bằng 1.017. Vậy ở đây kết quả bằng 1.017. Rồi, 5.792 trừ đi 4.758 thì bằng 1.034. Sau đó, giá trị của biểu thức 2016 trừ đi 53.430 chia A, ta thay A bằng 195 vào đây thì ta có kết quả bằng 2.000, ta tính ra kết quả bằng là 200, các chia này bằng sẽ bằng 274 đúng không? Rồi ta lấy 2.016 trừ đi 274 thì bằng bằng bao nhiêu? 1.742. 1.742, còn nó to đấy. Tiếp tục. Tiếp theo đến ta đến bao nhiêu nào? Chỗ này ta lấy là 40.683 chia 21 trừ 200 rồi được bao nhiêu? Ta lấy 2.587 nó trừ kết quả đó thì bằng 2.504, 2.504. 2.564. 2.564 hả? Và cuối cùng kết quả này thì sẽ bằng là 2.735. 2.735. Rồi, 6.009. Cái kết quả này bằng 6.009. Rồi, kết quả này 48 nhân với 351 bằng 16.848. Rồi. Sau đó 19. ta thấy rằng ở đây có kết quả bằng 19.926. Vâng, 30. Và kết quả này 48 nhân 5 nhân 125 thì bằng 30.000. Và kết quả Và cuối cùng, cùng kết quả cuối cùng là 33.000. Rồi, ta làm xong bài này. Chúng ta làm xong bài 3. Thầy cùng em chuyển sang bài tập số 3. Hãy điền số thích hợp vào chỗ 3 chấm nhé. Tìm y sao cho 14.905 y là số lớn nhất chia cho 2. Vậy số lớn nhất chia cho 2 phải là tận cùng là số chẵn. Số đây là số mấy ạ? 8. 8. Câu 2, cho các số 12.587, 9.765, 10.236, 6.824, 9.986, 678. Số lớn nhất chia 2. Chia hết cho 2 trong các số đó là số nào? 10.236. 10.236. Câu tiếp theo, tìm số tự nhiên x chia cho 2 sao cho 4 1486 nhỏ hơn x và nhỏ hơn 1490. Vậy số này là bao nhiêu? Là 1488. 1488, đúng rồi. Tìm chữ A sao cho 45A chia cho 2 và 45A nhỏ hơn 452. Vậy A phải bằng mấy ạ? 450. A phải bằng 0. Đúng rồi. Số bé nhất có 5 chữ số chia cho 5 mà các chữ số đó đều là số chẵn là số nào? Số bé nhất có 5 chữ số chia cho 5 mà các chữ số đó phải là chữ chẵn là 100. Ở 5 chữ số mà lại bé nhất 10.000 mà lại chẵn. Chẵn là 10.000. Chẵn là 10.000. Đều mà các chữ số của nó các chữ số nào là 2.000. Được chưa? Đó. Mà các chữ số này, mà các có phải là số chẵn đâu, đúng không? Được chưa? Tìm x, biết x chia 5 bằng 1458. Ta sẽ lấy 1458 nhân 5 thì cộng với 4. Ta lấy 1458 nhân 5 cộng 4 bằng 7.290 ta cộng với 4 thì sẽ bằng là 7.294. Rồi. Số bé nhất có 5 chữ số chia cho 5 mà các chữ số đó đều lẻ. Làm số nào? 11.111.
Người ta cũng yêu cầu khác nhau nhé. Bé nhất có 5 chữ số, chia hết cho 5 mà các chữ số đó đều là chữ số lẻ. 11111. Tiếp tục. Khoan, từ từ. Cô nó không chia hết cho 5 thì số cuối phải là 5. À không, số cuối phải là 5. Đúng rồi, 5 không phải là 0 mà lẻ. Đúng rồi. Tổng của các chữ số có 2 chữ số. Tổng của tất cả các số 2 chữ số mà không chia cho 2 là bao nhiêu? Số đầu tiên đầu dãy là 11. Là 11. Số cuối dãy là 99. 11. Số cuối dãy là 99. Ta lấy 99 trừ 11 bằng 88. 88 chia 88 đúng không? 88 chia 2 thì bằng 44. 44 cộng 1 bằng 45. Có 45 số hạng. 45 số hạng. Vậy một số được số, một tổng của nó sẽ là 99 cộng với 11 thì bằng là 110 đúng không? 110 con nhân với bao nhiêu cặp? 45 chia cho 2 thì bằng là 22,22 cặp rưỡi đúng không? 2 cặp mà cộng với lẻ 1 đúng không? Thì ta lấy 110. 110 các em ạ. 110 ta nhân với 22, 22 cặp nhé con nhé. 2420. Rồi. Ta cộng với cái số ở giữa nữa bằng 2475. Đấy là tổng của nó. Viết số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau chia cho 5 mà tích các số đó bằng 30. 30 thì bằng là 6 nhân với 5. 6 thì bằng là 3 nhân với 2. Và thêm 1 vào nữa. Vậy số đó là 5321. Nhưng chia cho 5 thì số đó là 3215. Thế thì phải là 3215. Đúng rồi. Viết số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau. Viết số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau chia cho 5 mà tổng số đó bằng 25. 25 thì bằng là 10, bằng 20 cộng 5. 20 thì bằng 10 cộng với 10. Lớn nhất thì những cái số đúng không? À, và cộng 5 bằng 9 cộng 1 cộng 8 cộng 2 mà phải là khác nhau nữa thì số đó sẽ là phải không con ạ. Lớn nhất khác nhau là cái này phải có 0. 0 nữa đúng không? Phải thêm 0 vào. Con hiểu không? Con hiểu không? Càng nhiều chữ số thì xong cho 5 không đi. 5 không sao? Xong rồi lại vị trí. 5 không. Thế thì nếu thế thì phải là 9 9 4 3 1 0. Không, trở lại cho bố. 9 không có 5 nữa. 9 8 4 3 1 0. Rồi kéo xuống gắn một bài. Kéo xuống gắn một bài.